mươi năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời, 20 năm cuối là bao. Em ơi có bao nhiêu sau 20 năm cuộc đời, khi xa em rồi tôi biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao. Khi xa em rồi tôi biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau cũng yêu cho trọn đời. Em mới đã sống là bao. Tất cả quý vị rất nhiều, xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, và sẽ là một ca khúc tiếp theo. Vâng ạ, đây là một ca khúc mà ban nhạc đã chuẩn bị dành riêng cho bữa tiệc buổi tối hôm nay dành cho tất cả quý vị. Một ca khúc rất là hợp với khung giao mùa đấy ạ. Đây là một ca khúc về mùa xuân thì chắc chắn là tất cả mọi người đây đều sẽ biết những ca khúc như thế này, nên là em xin được là hát luôn, chia sẻ tặng tất cả quý vị. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu và em đã biết thương nhớ, biết giờ mùa xuân đã đến chào mừng, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt ngài để rồi đã say để lời nhớ thương yêu thương ai ngờ một xuân đã đến bên em
và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng. Một xuân đã đến bên em và một xuân đã đến bên anh khi thơ. Là do kéo vương tâm em và là do đâu ai nhớ nhớ. Và đã có biết lần tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết sợ sờ. Một xuân đã đến bên em chào lúc ôm và một xuân đã trao cho em ánh mắt này. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây và đã biết lần tiếng yêu đầu tiên. Anh em xin cảm ơn những tràng pháo tay tất cả quý vị rất nhiều. Vâng ạ, và sau hai ca khúc rất là sôi động của tôi ạ, thì bây giờ xin được để lại cho tất cả quý vị một chút không gian, một chút sơ sơ một chút. Đây là một ca khúc mà chắc chắn là các quý vị, các anh chị tầm thế hệ 7X hoặc 8X rất là yêu thích đấy ạ. Vâng ạ, ca khúc mang tên Tình Thôi xót xa xin quý chị bạn cùng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho lòng đã say một cuộc đời dài lâu ngủ sâu vòng tay em. Vâng ạ, và sau khúc vừa rồi ạ thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với những bản hòa tấu thật là nhẹ nhàng, thật trữ tình để gửi tặng tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chàng trai rất đẹp trai của ban nhạc New Band. Và xin mời các anh có thể là ngồi lại đấy một chút, bởi vì chúng ta sẽ đón một vị khách rất đặc biệt ngày hôm nay. Ngay sau đây trân trọng kính mời vị khách có tên Thu Phương sẽ lên sân khấu. Chị ấy sẽ dành tặng đến đại gia đình chúng ta ca khúc Hà Nội của tôi với ban nhạc New Band ạ. Và trân trọng kính mời lên sân khấu chị Thu Phương. Các nhà hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho chị Thu Phương được không ạ? Dạ vâng, trân trọng kính mời chị. Xin chào các anh chị ạ, em là Thu Phương. Có lẽ là ở đây thì mỗi chúng ta có các anh chị là sinh ra ở đây, cũng có các anh chị là chúng ta từ tỉnh khác đến đây, hay các anh chị trong Sài Gòn ra thăm Hà Nội. Nhưng em nghĩ rằng là